Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình nha. Giờ này mình sẽ chơi 8 game trên iPad. Và chúng ta bắt đầu game đầu tiên. Thái hoa quả. Rồi, mình sẽ dùng cái dao này để thái những loại hoa quả rồi. Pop 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 pop. Ui trời ơi, bam 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 bam. Không được rồi. Bập. Bầm nhiều như này. Ớt này. Ui ớt. Khoai tây, nấm các thứ. Kiểu bầm đầy chúng ta sẽ về đấy các bạn. Ui đoạn này đầy luôn này. Trời ơi. Nấm niếc các kiểu là gì. Rồi về đấy rồi nha. Chúng ta có một món súp ngon hết sảy. Tiếp theo mình sẽ chuyển game thôi. Đó chính là Mr. Bullet. Mình sẽ chơi màn đá mìn đi. Màn đá mìn có hay không nhỉ? Vào thử ra biết thôi mà. Ui định cầu cho một quả mìn ra nó này. Ôi lại lại lại. Mình đáp một lực vừa vừa lên lại. Ôi mạnh quá nhỉ. Nó sẽ nảy xuống mắt. Đó đặt trên đỉnh đầu này. Không được rồi. Chết luôn. Tiếp nào. Đầu tiên mình sẽ ném một quả vào đây cho nó chậm cho nó. Một quả ném vào đây này. Ui 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 nhiều quá lại ạ. Một quả đó để chặn nó rồi. Một quả nữa rơi xuống đây đúng chân người luôn. Tung xe ba xa nha. Tiếp. Úi ôi, hai quả thôi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bùm. Tiếp nào. Một quả này khả năng nhẹ nhẹ cho dưới này. Úi, chưa rồi thôi rồi. Ngắn ngắn thôi. Đó, như vậy là đủ. Tùng sang là cửa trần luôn. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời. làm hai quả đây luôn. Mẹ gãy chân luôn. Láo nháo à. Ba sao nào, thế nào. Đẹp chết rồi luôn nhé. Ui lại. Nên là mình đắp mạnh hơn tí. Đấy, không được à. Hai quả đấy các bạn ạ. Hai quả mới đủ lực. Tiếp theo, một quả. Một quả lên đây. Rơi đúng mà người luôn. Và một quả vào đây. Hai sao. Tiếp nào. Nhẹ thôi. Ui giời. Mạnh quá các bạn ạ. Không được rồi. Đó. Mạnh hơn một chút để cho nó bay hẳn vào bên trong kia. Một quả tạ đều đầu. Tiếp theo mình sẽ chuyển game nha. Tiếp theo. Một game bắn thưởng. Piu piu piu. Trời ơi, này bắn ngựa trúng đường. Một con ngựa giấy. Chúng ta sẽ cày hết mình thôi. Đó. 10 viên đạn cuối cùng, bắn ạ. Chúng ta chưa cần phải viên vội.
mình sẽ bắn để lấy tiền đã. Nhận được hơn 400k, mình có 9m rồi. Tiếp nào, 10m thì sẽ mua được khẩu súng mới nha. Mình sẽ để tiền mua súng mới. Súng mới khá là khỏe, hình như súng con chim như mày quá. Mình sẽ cày hết tốc lực thì thôi, không vướng. Nhận vàng là rất nhiều vàng ở đây các bạn ạ, 463k sao. Ui, một trận nữa là mình có thể đủ tiền rồi. Cay nào, pu 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 pu. Úi rồi, bắn chậm này. Úi trời ơi, cày tới bến luôn. Đó, nhận lại nhận hơn 400k nha. Vậy là mình có đủ tiền mua khẩu này nè. Đăng đạn lên. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Đáp này khỏe phết đấy. Bùm, hot vàng. Nhận được rất là nhiều đồ luôn. Đắp gà các bạn, đắp một chim. Thế nào bắn 5m thì mua cái búa kinh nhở. Tăng đạn và lực lắm luôn. Rồi, tiếp nào. Léo này, nó có một cái gì chặn ở kia. Ui, chết luôn ạ. Bùm, cun rất nhiều, 2m luôn. Đấy là con bút đi này. Các con bút đi này cũng hơi mệt đấy. Thằng đệ của mình nó vẫn cầm AK này. Khó đó. Hết đạn rồi. Sao bút đi này có khói không? 500k. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái tiếp theo thôi. Arceno. Chơi nào. Ồ, mình đã chọn một khả năng. Mình sẽ chọn cường này đi. Đưa một vòng xoay này các bạn. Bắt đầu. Bùm, x600 gì đây. Đây là 600 xu, trời ơi. Qua màn này. Tiếp nào. Mày này. Mày này. Lên level 2 rồi. Chọn một khả năng này. Tăng cường tốc độ tấn công đi. Chết này. Chết. Mày à bữa ấy. Ui, còn một con à. Không biết luôn ấy. Đấy à, mới gọi là bánh kinh á. Mày nè. Tiếp nào. Ồ, được thiên thần này chúng ta được một điều ước. Phước lành, tăng cả HP. Úi rồi ôi, mấy con này bắn cái gì ấy nhỉ. Lại được chọn tiếp. Đây. Sấp đôi luôn, mình chọn mấy tên sấp đôi. Bắn một đôi mũi tên ra luôn. Mở cửa đi tiếp. Đấy à. Bọn này ảo thuật à. Ái ô. Nó bắn những cái lốc các bạn ạ. Đầu đấy. Ui sa mạc khác. Đúng bọn này sa mạc khác. Này. Mấy con này chuyên ra tàng hình á. Lại cho một khả năng mới. Một tròn phía trước. Tăng cường tốc độ tấn công.
mũi tên phía sau, mình sẽ chọn là cần tốc độ không. Rồi chuyển sang game tiếp theo thôi. Hunter 2. Tiếp tục với level này. Mình phải tìm cách nào cho nước có thể xuống đây không? Mình sẽ tập trung lại này một cái luôn. Lại 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 lại. Có lẽ mình phải lấy đà. Đấy, lấy đà như thế này. Tập trung hết ra. Chúng ta sẽ lấy đà cho nó phát xuống, ập ập xuống luôn nha. Đây. Đó, như vậy đấy. Vẫn không được luôn ạ. Không được rồi. Lại lại lại. Cái vòng rộng thôi nhỉ. Cho tôi tập hết vũng rồi đây nào. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vẫn không được các bạn ạ. Lại đi. Một lần nữa thôi nha. Mình làm phát thật là kinh điển. Tập trung hết vào đây. Phải ở trên này. Ui dồi ôi. Vẫn không đủ nước cho con kia tắm à? Con kia cần nhiều đấy. Thôi chúng ta sẽ chuyển sang game tiếp theo thôi. Game tiếp theo là Zobe. Cần mẹ các bạn, mình sẽ bật mẹ lên thôi. Easy mà. Sao mới vào thằng học cưới đó này. Ở hòm. Piu piu piu. Một mũi tên. Nichobo. Chiến đấu rồi. Game sinh tồn nha. Mình là con nào ấy. Sao mình ở trong này? Trong góc luôn. Một mũi tên bạc. Tạm được. Đi ra thôi. Ừ. Rồi, đó bắn ta đi. Thôi nó chỉ có mũi tên thôi các bạn. Mình sẽ chơi này. Kiếm tinh máu. Tất cả mình á. Chết rồi. Thằng này nó vừa cướp máu của mình. Đã thấy khô máu luôn. Mày thích à, thích chơi này. Được. Nó vừa nhảy vào nó cướp máu của mình các bạn ạ. Ui ui bo bo. Sai lầm rồi. Chạy bò thì ta tính sau. Boom. Chết mày đi. Nhà có bạc á, súng bạc nữa. Tăng máu lên, ra chiến đấu tiếp. Thằng này đâu? Mày à nhóc. Súng vàng luôn. Mày, nhóc này. Đâu hết rồi. Phải nấp đâu kỹ nhỉ. Còn 6 thằng cơ. Đây, gặp một thằng ở đây rồi. Chết thằng luôn. Nhặt máu á. Ui dồi ôi.
Tìm đường vào cái nhà này không các bạn? Tìm đường vào đây, tìm đường vào đây. Bo sẽ ở dưới này. Úi dồi ôi. Giờ mình đang trong bo rồi. Ủa, gì vậy? Bốn thằng nữa cơ. Chuồn. Ấy ô, mày chưa ra mày. Ui, thằng con chuồn này bắn kinh quá bạn ạ. Thằng chuồn này top 1, kinh đấy. Rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo nào. Đó chính là game Hitmaster. Bắt đầu nào. Đấy là tìm cách bắn chết ông là. Chờ, tiếp theo mình sẽ bắn chặn như này vào đây trước. Thằng vỡ quả bóng à. Vỡ đầu. Mình là một ông hề sát nhân. Ui, xuyên thùng đúng đầu luôn. Được màn thưởng này. 3.000 đô la, 300 đô la xin lỗi. Tiếp này. Bụp. Ui dồi ôi, xuống đấy còn bị kia giết nữa. Cho cái đầu này dưới này. Bùm. Tiếp theo mình sẽ bắn cái hộp gỗ này. Không được à, sao nhỉ? Làm lại vậy. Vẫn chết. Được của nó. Không chết mình mà chết bọn nó rồi. Tiếp. Rồi, bắn rồi. Bùm. Chết luôn nha. Tiếp theo. Bắn rồi. Chết. Rất nhanh. Chúng ta là thánh cơ hội rồi. Rồi, mình sẽ chuyển sang game khác thôi. Tiếp theo là Happy Glass nha. Chúng ta sẽ phải tìm cách cho nước vào được. Không ạ, đây mình đã vẽ rồi. Hi hi hi. Chuẩn không anh em? Hai sao cũng được rồi. Qua màn là được nha. Rồi, và tiếp theo. Cà cà cà. Quá mượt luôn. Úi dồi ôi, rơi cốc mất. Mình sẽ vẽ. Còn vào đây, chặn cái bóng lại. Đó. Ngọt ly. Tiếp nào. Có lẽ mình sẽ vẽ như thế này. Đó, nước sẽ tràn ra hai bên và rơi xuống. Không được à? Sao lại thế nhỉ? Một bên à? Hay đó, ý hay, ý hay. Hay sao cũng được. Tiếp nào. Ôi. Ui vậy thì nặng quá rồi. No. Rồi. Đều 100 rồi. Ham 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 ham. Vẫn đầy nha, tuyệt vời. Mình không thể hám được lắm. Rồi và tiếp theo. Uầy, lần này khó đây. Vẫn qua màn nha các bạn. Tuyệt vời.
Có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Chào tất cả các bạn nha.